Cặn bã ký ức, tác giả Như Sâm. Người đọc Chiếu Thành, Ánh Tuyết. Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Cặn bã ký ức. Ôi, cặn bã rồi làm sao? Cặn bã không thể xài được nữa, thôi hãy dùng làm phân bón cho những khóm hoa mai hậu. Lời nói đầu. Chúng tôi may mắn quen biết bác hai Như Sanh và có duyên được kể cho nghe những mẩu chuyện vừa ý dị vừa dí dỏm qua các cuộc đàm thoại với đồng đạo. Nghe qua chúng tôi thấy rất bổ ích, có thể lấy đó làm bài học tùy nghi ứng xử trong đời thường. Đây là chuyện kể bằng văn nói, điều đáng tiếc là chúng tôi lại không chuyên viết lách, có thể nói chưa từng làm việc này lần nào. Nhưng vì sự hữu ích, muốn được nhớ dài lâu nên chúng tôi không ngại ghi lại. Nếu ngẫu nhiên những cặn bã ký ức này có lọt trong tầm mắt quý vị độc giả, rất mong đạt ý quên lời. Ý bác hai Như Sanh chỉ muốn nêu lên một quan niệm tu hành thực tiễn, phóng khoáng, tu không xa rời cuộc sống, cũng như người ta không thể xa rời hơi thở, và hiển thị nó bằng những bằng chứng sống trong kinh nghiệm tự thân. Riêng đối với bác hai, có xem qua, xin bác bổ chính thêm cho. Vì chuyện bác kể mà chúng con viết lại tất nhiên không thể nào tránh khỏi những sơ sót, thậm chí lệch lạc cả thâm ý bác gửi gắm trong đó nữa. Nhóm sưu tập. Chuyện thứ nhất, tham hơn. Có hôm bác ghé am của đứa cháu, thấy trên vách có ghi: kiếp sau xin chớ làm người, làm thân sen báo bên trời Tây Phương. Nhiều người khen hay. Bác nói: tu mà tham quá. Nêu chuyện trên, dụng ý đưa ra vài dữ kiện để suy tư với cả hai chiều định lý, hầu tìm một lối thoát chính xác cho khỏi cảnh kiến kia miệng chậu bồ quanh, tưởng xa nhưng chẳng khỏi dành chậu u. Tác giả thấy mình quanh quẩn mãi, chưa ra khỏi vòng đai vị ngã, nên nêu lên đề tài tham hơn, ngầm mong một sự xót thương chung. Chuyện thứ hai, Phật Bà hóa hiện. Bác hai thích thực tế, không ưa chuyện mơ hồ. Bác có quen mấy cháu ở miền Tây, những người niệm Phật kiên trì lắm. Họ tự quy định ngày niệm mấy muôn, nếu thiếu phải thức khuya dậy sớm niệm bù lại. Một hôm có dịp, bác nói với các cháu ấy: không rõ cơ duyên làm sao mà bác lại niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn là niệm Phật. Một cháu hỏi: ông hai ơi, con nghe người ta nói niệm Quan Thế Âm hay thường nằm mộng thấy Phật Bà lắm, vậy ông có mộng thấy Phật Bà lần nào không? Bác đáp: không, ông không chiêm bao gặp, mà có gặp Phật Bà hiện ra ban ngày ở Long Xuyên. Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn bác. Bác kể tiếp: hôm ấy khoảng 3-4 giờ chiều, chiếc xe Long Xuyên Cái Dầu sắp rời bến, nhưng có một băng chưa đủ người. Vì có một ông cùi ngồi nên còn hai chỗ không ai chịu ngồi cả. Lẽ ra với số khách đó cũng đủ cho xe rời bến, nhưng vì dưới bến còn khách nên lơ xe tìm cách chở đủ số lượng. Bác Tài lại thương thuyết gì đó với ông cùi, nhưng ông tỏ vẻ bất bình không chịu. Sau cùng chú lơ xe lại đôi co: ông đi làm tôi mất hết hai chỗ ngồi. Mấy cháu biết không? Ông cùi đáp vậy nè: việc đó đâu phải lỗi tại tôi, người ta không đi mặc họ, tôi đi trả tiền đủ thôi chứ.
Chú Lơ Xe bèn cáo lên: Ông xuống xe đi xe khác đi, tôi cho tiền xe ông. Ông Cù lại đáp: Tôi cần về nhà chứ không cần tiền. Nếu ai cũng nói với chú thì tối nay tôi ngủ ở đâu? Không giải quyết được, tài xế và Lơ Xe lằng nhằng hoài, hành khách cũng nhốn nháo nữa. Ngay lúc ấy, một cô hành khách ăn mặc rất đẹp đứng dậy nói: Để tôi giải quyết cho. Chú Lơ xoay lại hỏi: Bộ chị chịu trả thêm hai chỗ ngồi này nữa hả? Không cần, tôi giải quyết ổn thôi. Rồi cô đến bên ông Cù và nói: Thưa bác, bác ngồi sát vô, con ngồi kế bác là xong. Cô vừa ngồi xuống bên ông Cùi, một người ngồi bên cạnh cô và một người khác đến ngồi ghế cô vừa bỏ trống. Rồi xe rời bến, bác chứng kiến sự việc nãy giờ, bác tự nhủ: Lẽ ra cái việc làm đó là việc của bác, nhưng vì bác chờ xem, ngờ đâu cái cô ăn mặc đẹp kia giải quyết đẹp quá xa. Đến đây bác kết thúc câu chuyện. Cô gái ăn mặc đẹp kia là hiện thân của Phật Bà. Cháu bé lên tiếng ngay: Con thà trả thêm hai chỗ ngồi nữa chứ không thể ngồi như vậy được. Bác nói: Phật Bà ngồi mới được, chứ cư sĩ như bác ngồi không có được đâu. Chuyện thứ ba, Phật đi nhờ. Bác Hai có chiếc ghe độ 60-70 dạ mà mấy cháu mượn đi mua bán chuối ở Long Xuyên. Bến chuối thì nhỏ mà ghe chuối rất đông, chiếc nào đến sau phải đậu ngoài chờ trống mới chen vô được. Ghe chuối nào cũng có 5-7 buồng chính cần giải quyết sớm. Có ghe đến đậu sau ghe bác, chủ ghe hỏi đi nhờ trên mui ghe mình để đem chuối chín lên. Bác đồng ý. Ghe bác nhỏ đậu cạn mà gánh chuối đi trên mui nên rúng ghe lắm. Mấy cháu than: Đi vậy tụi con thấy cũng xót ruột lắm. Đành rằng ghe của bác cho người ta đi nhờ, nhưng cũng tại tụi con mượn đi buôn nên mới có cảnh này. Bác đáp: Thôi kệ, ráng giúp người ta trong lúc ngặt, còn ghe mình sớm hay muộn gì nó cũng phải hư thôi. Mà Phật đi đó chứ, đâu phải người phàm đâu. Mấy cháu hiểu ý nên cùng mỉm cười. Chuyện thứ tư, Đặng Chài Đặng Chì. Cô bé, cô tên là Bé, ở Long Xuyên là cư sĩ tại gia. Cô có hứa với mấy chị bạn, mấy cô này cất am tu theo hạnh xuất gia, là để cô thu xếp việc nhà rồi sẽ cất am gần với mấy chị đặng tu. Hôm nọ cô bé gặp bác Hai bèn hỏi ý kiến: Con muốn cất am tu, chú Hai thấy sao? Bác hỏi lại: Gia đình cháu khá không? Anh em nhiều ít? Cha mẹ có còn không? Cô đáp: Nhà có ăn, cha mẹ còn đủ. Anh em có ít người mà ai cũng dành nuôi cha mẹ hết. Ý cô muốn nói rằng cô rất rảnh, khỏi lo tiếp gia đình. Bác Hai thì không có lập trường là phải tu tại gia, tu am hay tu chùa gì cả. Nhưng vì cô bé nói anh em cô ít người mà ai cũng dành nuôi cha mẹ hết, nên bác mới nói: Ủa, sao người ta không tu mà biết dành nuôi cha mẹ, còn mình tu mà không biết dành nuôi? Thế là cô bé bỏ ý định cất am. Ít lâu sau, mấy cô cư sĩ rủ cô bé cất am hôm nọ đó, mời bác Hai ghé am mấy cổ chơi. Sau khi cơm nước và đàm luận một lúc lâu, mấy cô mới nói: Nhờ anh Hai giải thích giùm cái hiếu thế gian và cái hiếu xuất thế gian. Chàng ơi, hồi nào tới giờ tôi không phân chia cái hiếu ra như vậy nên không có biết. Theo ý tôi thì con người làm cách nào đó để đền ơn cha mẹ là người con có hiếu? Mấy cô nói: Có người quan niệm phải xuất gia tu hành đắc đạo
để cứu vớt cha mẹ. Vậy anh thấy sao? Bác đáp: cái đó quý vô cùng. Chuyện thứ năm: hạnh phúc trong tầm tay. Ông giáo nhà ở trong ngọn, dạy học ngoài giàm và ở luôn bên vợ ngoài ấy. Bữa nọ chiếc tàu đò trong ngọn chạy ra, dừng chậm chậm ngay trường học. Có một người thò đầu ra hỏi to: có thầy A đó không? Lũ học trò đáp: Dẫn có thầy A chưa tới. Thầy A chưa đến. Bày báo tin gấp cho ông hay, má ông chết rồi. Tàu mở máy chạy luôn. Học trò quả tóc chạy cho thầy hay. Ông giáo quýnh quán báo cho gia đình bên vợ và ban giám hiệu. Ai nấy vội vàng đi mua đồ phúng điếu. Riêng thầy A đạp xe chạy thục mạng về trước, lòng buồn vô hạn. Ông đinh ninh từ nay đã mất mẹ rồi. Về tới nhà, xe vừa quẹo vô tới cửa rào, thấy mẹ xách hai thùng nước nhỏ tưới trầu. Ông quăng ngay chiếc xe, nhào lại ôm mẹ kêu: Trời ơi, má, 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 má. Bà già ngạc nhiên hết hồn, không biết vụ gì mà con bà ôm chặt lấy bà với nước mắt ràn rụa và cứ kêu má mãi. Hồi lâu ông giáo mới biệu bạo: Vậy mà ai ác ôn nhắn tin con nói má chết rồi. Lát sau bên vợ ông giáo và mấy thầy cô đồng nghiệp chở đồ phúng điếu vô đến, hay rõ sự việc ai nấy cười ngất. Sẵn đồ đạc thôi thì họ làm một bữa tiệc ăn mừng. Bấy giờ ông giáo rất vui. Ông không oán trách kẻ trát mình vì vụ chơi khăm vừa qua giúp ông nhận được bài học quý. Mẹ còn là nguồn hạnh phúc lớn lao, chớ có thờ ơ uổng phí. Chuyện thứ sáu: cảm nhận. Có một cháu hỏi: Bác hai, câu thành ngữ máu ai thơm thịt nấy là sao hả bác? Thì mẹ thì rất thương con. Có khi con bò chơi dưới đất mặt mày lem luốc mà mẹ vẫn ẩm bồng hôn hít một cách ngọt ngào, thơm lắm. Máu ai thơm thịt nấy là vậy. Các câu tục ngữ luôn luôn ý nghĩa rất sâu xa, mà câu này con nghĩ mãi thấy nó cũng tầm thường, có gì đâu. Nay bác nói con mới nhận ra đó. Cái đầu không biết đâu, trái tim mới nhận được. Chuyện thứ bảy: tụng niệm cái nào hơn. Một ông bạn hỏi bác hai: Theo ý anh tụng niệm cái nào hơn? Bác trả lời: Hai cái đó chẳng có cái nào hơn cái nào hết. Hơn kém do sự dụng tâm của con người. Nếu mình niệm Phật mà thấm nhuần các đức từ bi hỷ xả của Phật và đem ứng dụng vào đời sống, cái tác dụng đó mới đáng kể. Còn tụng kinh mà hòa nhập cuộc sống sát với nghĩa lý trong kinh thì sự tụng kinh ấy mới có giá trị. Ngược lại, nếu niệm Phật mà không thể hiện được đức từ bi hỷ xả của Phật, tụng kinh mà không thấu được nghĩa lý, không sống khế hợp với lời dạy trong kinh, cũng như trả bà vậy thôi. Tóm lại, do dụng tâm đúng sai mà có hơn kém, chẳng phải do tụng hay niệm đâu. Ông ấy hỏi tiếp: Theo tôi nghĩ, mình khởi tâm muốn niệm Phật là động, niệm 5-10 tiếng rồi khởi tâm niệm Phật thêm là động nữa. Vậy có phải động không? Bác hai đáp: Đúng rồi, khởi tâm niệm Phật là động. Nhưng thí dụ nhà hàng xóm gặp tai nạn nguy cấp,
mình lo lắng cứu giúp Lăng Xăng thì đó là động mà lòng mình cảm thấy bình an. Đó là động mà vẫn tịnh, lại có khi mình ngồi không, chẳng làm gì hết, lại không an. Ta nên nhận chân lẽ động tịnh. Chuyện thứ 8: Sống chết là một. Có người hỏi: Bác Hai, sống chết là một là sao hả bác? Bác đáp: Mỗi một ngày qua, có thể nói mình sống thêm được một ngày, hay bảo rằng mình đã chết đi hết một ngày cũng đều đúng á. Chuyện thứ 9: Xin một lời khuyên. Có mấy cháu đến nhờ bác dạy cho những kinh nghiệm tu hành. Bác trả lời: Bác chẳng có kinh nghiệm gì hết, chỉ coi kinh mà tu với mấy cháu vậy thôi. Mấy cháu năn nỉ: Bác Hai, thôi thì bác cho cháu một lời khuyên đi. Bác nói: Việc tu hành đều quan trọng là phải thành thật với chính mình. Nếu không thành thật với mình thì không thể tu được. Với người đôi khi ta có thể giấu được. Vì sao? Bởi có những sự thật không nên nói, vì nói không có lợi. Chuyện thứ 10: Khỏi chỉnh. Bác có người bạn trường chay, vừa sắm thùng suốt lúa mướn. Có lần bác ghé thăm chơi, xem việc làm ăn của bạn có khá không. Ông bạn ấy than thở: Làm kiếm ăn được, có điều từ hôm suốt lúa mướn đến nay tôi hay nổi sân quá chừng. Nhiều cái tức lắm á, anh coi. Hai ba chủ ruộng qua đây kéo tiếp thùng suốt đến đất của họ đặng suốt. Đến nơi có một bà đó đòi phải suốt cho bà trước, vì bà bận việc nhà. Bà cử nữ gian dội, tức quá trời tôi la lên: Bộ bà là mẹ người ta hả? Đẩy thùng qua mệt muốn chết bà không tiếp, bây giờ giành suốt trước. Anh thấy đại loại như vậy, theo máy suốt riết rồi tôi hung dữ lắm rồi. Anh ở lại chơi rồi chỉnh với tiếp giùm tôi nha. Bác trả lời: Thôi được rồi, khỏi chỉnh, cứ để vậy đi. Người ta gặp ai ăn chay trường họ mới ngán, không dám ăn hiếp đâu. Chuyện thứ 12: Về Tây Phương. Một lần nọ bác về viếng chùa Tây An và thăm mấy cô cư sĩ tu thuở trước. Lâu quá mới gặp lại, ai nấy đã già cả hết rồi. Mấy cô mừng bác và trách: Sao lâu ghê bác không về đây chơi? Thỉnh thoảng bác ghé qua để khuyến tấn tụi tôi tu tiến, đặng có về Tây Phương, chứ ở cõi ta bà này nhiều chuyện bực ơi là bực. Bác nói: Thôi về trển làm gì, ở trần này mà biết thương yêu tha thứ và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau cũng vui rồi. Về Tây Phương mà người ngồi cao người ngồi thấp rồi thấy nguýt lẫn nhau cũng vậy hà.
chuyện ba phải, làm biếng tu được không? Có một cháu gái hỏi. Con làm biếng chắc tu không được hả ông? Bác trả lời. Làm biếng tu là khỏe nhất. Ông cũng tại làm biếng mới tu á, lo gánh vác gia đình, vợ con đau đói, làm ăn thắng thối lỗ lời, mệt chết. Làm biếng nên mới chọn đường tu là đúng rồi. Hay lo quá tu được không? Một cháu thợ may hỏi. Con tánh hay lo, bá ban vạn sự, lu bu chắc tu không có được quá chú. Bác trả lời. Tánh hay lo tu được lắm cháu. Thứ đặng không mừng mất không lo mà tu gì. Hay lo là tu được, cứ tu đi. Hèn chi người ta bảo chú là ông già ba phải, cái gì cũng được cũng phải hết. Chuyện thứ 13, thét thẳng con đường. Có cô ở Long Xuyên, tu lâu rồi mà thường gặp chuyện buồn phiền, bức rứt trong lòng. Gặp bác, cô ấy hỏi. Anh hai à, không hiểu sao tôi tu mà cứ gặp chuyện lu bu hoài không yên. Bác trả lời. Tại cô chưa thét thẳng con đường. Cô làm thinh, mấy tuần sau gặp lại cô nói. Hôm trước anh nói mà tôi không dám cãi, vì xưa nay anh nói ít trật lắm. Nhưng việc này tôi nghĩ mãi chưa ra. Tôi thì đã quyết tâm tu từ lâu, nguyện dù bỏ thân chứ không bỏ đạo. Mà anh bảo tôi chưa thét thẳng con đường là ý làm sao? Chỉ cháu nội của cô ấy, bác đưa ra thí dụ. Nè, như đứa nhỏ bò ra lan can nhà phía sau mấy sông sắp té, cô thấy vậy gấp rút ra bồng nó lên. Lúc ấy những chướng ngại vật như là cây củi, bàn ghế, ly chén gì đó nằm ngổn ngang giữa đường đi. Cô bước tránh nó dễ dàng ra ra ẩm cho kịp đứa nhỏ, chứ không cảm thấy bực dọc và rầy la như thường ngày. Cô tu mà không thét thẳng con đường nên còn bận bịu vô số vấn đề vặt vãnh không đâu. Không hỷ xả, cứ ôm đồm đủ thứ nên cô luôn luôn gặp phiền não là vậy đó.